nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mặc mới chiếc áo dài, cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Chập chờn
đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới tới được một ngày vui. Ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Xin chào tất cả quý vị khán giả, như vậy là giây phút đã đến, thời gian đã lắng dần về chiều rồi. Và chúc với tất cả những tình cảm của quý vị đã sẵn sàng hiện diện có mặt trong ngày hôm nay, thì chúng tôi những người thực hiện chương trình xin được đối lời trên bên phía đại diện ban tiếp tân gia đình, xin trân trọng chào đón và kính mời quý quan viên đại diện hai bên gia đình đời ngoại chúng ta, đặc biệt là quý quan viên phái đoàn gia đình của Hòn Nhà Trai. Sau khi chúng ta sau cùng hoàn tất mọi thủ tục bản giao xin liên phía bên trong tư gia gia đình Hòn Nhà Gái rồi, kính thưa quý vị thân mến, giây phút đầu tiên đã hòa chung với những khúc nhạc rộn vang, thì chúng tôi những người thực hiện chương trình ngày hôm nay xin một lần nữa thay lời cho cô dâu và chú rể tại sân khấu chính và đỡ lời cho bên phía ban tiếp tân đại diện của gia đình, xin được hân hoan và trân trọng chào đón tư diện diện của tất cả quý vị khách quý, các cư bậc cao niên và quý đại diện giữa hai bên gia đình đời ngoại chúng ta, cùng toàn thể bạn bè bà con lối xóm xa gần chúng ta, đặc biệt là quý quan viên phái đoàn của gia đình Hòn Nhà Trai đến từ mảnh đất Nghi Phong Nghi Lộc, đã cùng với những sinh lễ tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay mang về tại tư gia của gia đình Hòn Nhà Gái chúng ta, để minh chứng cho câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Quốc Dũng và Thúy Hằng đã chính thức nên duyên vợ chồng bên nhau trong giây phút trăm năm cho cả một ngày. Thay mặt cho những người làm chương trình, đối lời cho bên phía gia đình cũng như cô dâu và chú rể, xin phép gửi đến tất cả quý vị chúng ta một lời chào mừng, lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất ạ. Lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang thêm tình ai, đón hai đứa chúng ta riêng. Vì vậy ngày hôm nay thì chương trình đã lễ vô quy, một ngày phúc đến với cô dâu chú rể được tổ chức tại tư gia của gia đình, trong số lượng khách mời trong tầm kiểm soát và cho phép của chính quyền địa phương, để cùng một lần nữa cảm ơn tất cả tình cảm của quý vị đã và đang hiện diện trong ngày hôm nay, đặc biệt là giây phút mà cô dâu và chú rể chúng ta đã là dâu, đã là rể, đã viên chung một mái ấm gia đình hạnh phúc trăm năm, thì không thể thiếu được những chia sẻ đầu tiên là phát biểu dặn dò của bên phía đại diện gia đình sẽ gửi đến cô dâu và chú rể chúng ta, cũng như chia sẻ với tất cả quý vị những lời cảm ơn ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin mời một bác đại diện của gia đình Hòn Nhà Gái sẽ có mặt tại sân khấu lúc này để có đôi lời tâm tư gửi đến với tất cả quý vị chúng ta. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể bà con và kính thưa gia đình của Hòn Nhà Trai, cháu Thúy Hằng Quốc Dũng chính thức là đính hôn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 chúng tôi tổ chức đính hôn, và cùng xin thông báo với quý vị là đến ngày 19 thì chúng tôi đưa cháu về nhà chồng, và đấy là theo cái kế hoạch của gia đình nhà Hòn Trai. Thế thì hôm nay tổ chức cái lễ đính hôn thì gia đình Hòn Nhà Gái chúng tôi thì cùng nhân tiền tổ chức một bữa cơm thân mật. Thì đã có quý vị khán giả, quý vị khách quý và các cái cán bộ chính quyền địa phương ở cấp xóm cùng là đến để chung vui cùng gia đình. Thay mặt gia đình Hòn Nhà Gái, chúng tôi xin cảm ơn gia đình nhà Hòn Trai, cảm ơn tất cả bà con cô bác trong khu vực lân cận của gia đình. Và trong quá trình công tác chuẩn bị, do điều kiện cho nên có cái gì sai sót rất mong được quý vị thông cảm. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn những lời phát biểu đầy tâm tình và xúc tích đến từ bác đại diện gia đình của Hòn Nhà Gái đã có đôi lời để chia sẻ với tất cả quý vị chúng ta trong ngày hôm nay. Và giờ phút này cũng xin đỡ lời cho bên phía gia đình, bởi tất cả quý vị chúng ta cùng thoải mái để chúng ta nâng lên những ly bia, ly rượu đồng, ly nước ngọt vui vẻ đón nhận với chương trình 2 ngay lúc này. Đó chính là chương trình Live Show Ca Nhạc đặc biệt với chủ đề Tôn Vinh Một Tình Yêu.
Và thay lời những người làm chương trình thì cũng xin được có đôi lời tâm tư bằng những lời ca tiếng hát thay những lời chúc để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và đám cưới nào mà chẳng có lời ca tiếng hát, nếu như đám cưới không có lời ca thì khác nào bình lộc nồi lẩu mà đang hết bình ga chữa chừng. Vì vậy kính mong tất cả quý vị chúng ta sẽ đón nhận một sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thay những lời chúc mà chúng tôi dành tặng cho cô dâu và chú rể và gửi tặng cho tất cả quý vị chúng ta ngày hôm nay, nhằm tăng thêm gia vị đến những giỏ bà tiệc mà quý vị đang thưởng thức. Mời quý vị chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu mang tên Lâu Đài Tình Ái. Tôi chúc cô dâu
niềm vơi vơi từ sáng năm cho đời một tim mừng con đứng đọc bé trai thật là ok.